anh dạy á, anh nói trước hết tất cả mấy người liền, mấy chú rồi em cứ ngồi ngoài em xem rồi. Không. Em cũng biết là anh Thanh đánh thế nhưng mà lực bất tòng tâm chịu. Ừ, có một. Này Thanh em mất nhỉ? Ôi trời ơi, bên này cao như kia tí đấy nhá. Đúng rồi. Đây luôn rồi anh gõ anh bắn cả một đây anh đâu chạy anh về luôn 2-1 thì mua nhà có gì Bye.
nhìn xem một trận một nhỉ. 28 chú đứng nhảy nhảy lên dưới 29 93. Anh ơi để cho em một mâm một bàn đủ món nhá. Anh Hà ơi để cho em một bàn đủ món nhá. 13. Tí em xuống. Đây. 2. Hay quá nhỉ. 11 trong cơ đôi này cũng như anh báo một trận này sung lên C2 thì ăn luôn C2 thì còn có cửa ca roi. 1 đều. C3. Ba rồi à? Thôi mấy anh Đức thua anh Minh 3-1 à? Chú thua anh Minh 3-1 à? Thế nếu mà tính điểm vòng tròn ba chú cháu anh em mình là em đang ít nhất nhì ở đây đúng không? Không bao giờ ghét được. Thế nhỉ? 2-0 1 đều. Một đều. Một đều. Một đều. Một đều. Hôm nay anh chết chú 2 à? 2 đang thua thằng Liên đang thua 3-4 trận đáng ra là đúng là chú phải chấp cháu ấy thua 3 trận liền là chấp quả một nấc anh rồi đúng rồi lúc đánh cầm bóng với cả cầm bóng ôi giời em kiểu này có thế anh vui à 2-3 chắc phải nhiều tính thế nào 3 đều 2 4 3 giải ơi 4 đều 18 19